Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trước hết kính mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung chính sẽ có trong chương trình tối nay, thứ năm ngày 29 tháng 10. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 9 tại huyện miền núi Nam Đông. Lực lượng cảnh sát giao thông công an Thừa Thiên Huế nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất bột ngọt hạt nêm nhái các thương hiệu nổi tiếng trên địa bàn phường An Hòa, thành phố Huế. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2020. Đây là hội nghị lần thứ 3 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì nhằm kiểm tra tình hình giải ngân cũng như tháo gỡ các vướng mắc khi giải ngân, một trong những yếu tố quan trọng tác động đến tăng trưởng kinh tế. Phát biểu mở đầu hội nghị về tình hình thực hiện giải ngân các chương trình dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo về tình hình bão lũ ở miền Trung. Liên tiếp xảy ra các sự cố trong thời gian qua như tai nạn tàu thuyền trên biển, đến nay chưa tìm thấy gần 30 người. Tối ngày 28 tháng 10, xảy ra vụ sạt lở đất rất nghiêm trọng trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, khiến hơn 50 người mất tích. Vấn đề giải ngân các chương trình dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hiện tỷ lệ giải ngân vốn ODA quá thấp so với nhu cầu. Nguyên nhân đến từ việc có nhiều dự án kéo dài qua nhiều năm do các địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức. Có địa phương xin vốn ODA nhưng không ghi vốn đối ứng nên nhà tài trợ kiên quyết không giải ngân, dẫn đến dự án kéo dài, đội vốn, không còn khả năng thực hiện. Bên cạnh đó, thủ tục giải ngân còn quá rườm rà, phiền phức, nhà thầu xây dựng yếu kém về năng lực thiết bị và tài chính, thiếu chủ động chuẩn bị dự án, chưa quan tâm trong chỉ đạo giải ngân dù có khối lượng. Thủ tướng yêu cầu phải chỉ rõ trách nhiệm của ai, cấp nào để thảo gỡ, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo để tạo chuyển biến trong giải ngân ODA. Địa phương nào mà tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn ưu đãi nước ngoài mà không có giải pháp hiệu quả, không báo cáo thủ tướng thì cần có chế tài mạnh mẽ là cắt vốn, chuyển vốn, cần thiết sẽ không cấp vốn trong năm tiếp theo. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2020 ước đạt 18.089 tỷ đồng, bằng 30,15% so với kế hoạch giao. Mức giải ngân này cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái cả về giá trị là 12.367 tỷ đồng và tỷ lệ 27,09%. Điều này cho thấy tỷ lệ giải ngân ước 10 tháng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đã có sự chuyển biến tích cực so với các tháng đầu năm. Mặc dù tình hình có được cải thiện, song tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài còn thấp. Tại hội nghị trực tuyến, các bộ ngành địa phương đã báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện giải ngân các chương trình dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Đồng thời thảo luận các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, giải quyết ba đồng gồm vốn đồng, nợ đồng và thủ tục đồng. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020, Thừa Thiên Huế quản lý hơn 1.319 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương hơn 1.126 tỷ đồng, vốn vay lại hơn 148 tỷ đồng, vốn năm 2019 kéo sang 2020 hơn 44 tỷ đồng. Tính đến ngày 26 tháng 10, tỉnh Thừa Thiên Huế đã giải ngân được hơn 529 tỷ đồng, đạt 40%. Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông trong sáng nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo huyện cần tập trung mọi lực lượng phương tiện để khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra, yêu cầu huyện Nam Đông cần khảo sát tình hình địa chất tại các vùng có nguy cơ bị sạt lở trên địa bàn huyện để có giải pháp xử lý nhằm không để xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại về người và tài sản của người dân. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông cho biết, thống kê bước đầu, bão số 9 đã khiến hơn 400 nhà dân bị tốc mái, 5 nhà dân bị sập, nhiều công trình công sở bị hư hại, sạt lở đất dọc bờ sông suối hơn 3,6 km, gần 3 hectare đất trồng lúa bị đất đá vùi lấp. Bên cạnh đó, theo thống kê chưa đầy đủ, bão số 9 cũng đã khiến 2.500 hectare rừng keo, 1.500 hectare rừng cao su đang trong thời kỳ khai thác của người dân bị gãy đổ. Ngoài ra, đã có hàng chục hectare cây hàng năm, cây ăn quả ở huyện bị hư hại do bão. Người nông dân huyện Nam Đông lâm vào cảnh điêu đứng do bị thiệt hại nặng nề. Ngày 28 này sẽ xử lý sự cố cùng với điện lực để sớm nhất đưa cái điện về trung tâm và đưa đến điện về các cái vùng xa xôi hẻo lánh có trên địa bàn huyện Nam Đông. Và đối với khắc phục thì tất cả lực lượng quân đội, công an, lực lượng thanh niên và bà con
sáng ngày 29 này đã tập trung để dọn dẹp vệ sinh phong quang đường làng ở xóm. Hiện nay thì tỉnh cũng đã có chỉ đạo các huyện để tập trung chỉ đạo công tác khắc phục, tập trung vào việc ưu tiên khắc phục các cái tuyến đường giao thông để đảm bảo giao thông đi lại, hướng và tập trung khắc phục giải quyết những cái khó khăn cho các cái hộ nghèo, những cái khu vực bị nhà sập với ảnh hưởng của các cái trường học v.v. Thì đó là những cái hoạt động chính. Sau khi kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo huyện cần tập trung mọi lực lượng phương tiện để khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra. Nhận định tình hình sạt lở có nguy cơ xảy ra trên địa bàn huyện, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Nam Đông cần có khảo sát, trong đó có thể thuê chuyên gia để khảo sát tình hình địa chất trên địa bàn toàn huyện, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại về người và tài sản của người dân. Để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau cơn bão, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông thống kê lại thiệt hại của người dân, trong đó có các loại cây trồng cao su, keo tràm để có phương án hỗ trợ giúp đỡ người dân khôi phục sản xuất. Với các hộ dân khó khăn, cần huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa, giúp đỡ người dân sớm ổn định đời sống. Chỉ đạo trong kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại bão số 9 gây ra tại một số địa phương trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các đơn vị khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, tập trung phương tiện, lực lượng khắc phục những điểm sạt lở, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, đảm bảo sinh hoạt của người dân được trở lại bình thường. Tại buổi thăm hỏi người dân những vùng bị thiệt hại do bão, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã động viên chia sẻ với những khó khăn của bà con trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao sự chủ động với phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai của chính quyền các địa phương và người dân. Nhờ đó, mức độ thiệt hại của bão số 9 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những thương vong về người và tài sản được giảm đáng kể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng nhanh chóng sửa chữa nhà cửa của người dân bị tốc mái, yêu cầu chính quyền các cấp cần nhanh chóng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những người dân gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm, thuốc men, đảm bảo không người dân nào bị đói rét. Tiếp tục rà soát thiệt hại, ưu tiên hỗ trợ những hộ nghèo, hộ yếu thế bị ảnh hưởng do bão để người dân sớm ổn định cuộc sống. Huy động toàn lực lượng khắc phục hậu quả, ra quân tổng vệ sinh môi trường toàn tỉnh, tập trung vệ sinh để trả lại cảnh quan môi trường cho khu vực Cồn Hiến, thành phố Huế trong 2 ngày cuối tuần. Tuyệt đối không để người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đó là chỉ đạo của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9 tại huyện A Lưới vào sáng nay, ngày 29 tháng 10. Báo cáo tại buổi đi kiểm tra, lãnh đạo huyện A Lưới cho biết, trên địa bàn huyện có 530 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, một nhà bị sập, nhiều địa điểm bị sạt lở, trong đó bị sạt lở ta luy dương đoạn km 76+500, nhiều vị trí khác có nguy cơ sạt lở đoạn từ km 68, km 77+800, dọc đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường nội thị, nhiều cây xanh đổ ngả hai bên đường. Qua đi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận, biểu dương chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã chủ động ứng phó với cơn bão số 9, trong đó đã chủ động di dời người dân ra khỏi vùng xung yếu đến nơi an toàn. Trước mắt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu chính quyền địa phương dùng lực lượng tại chỗ triển khai ngay việc hỗ trợ bà con khắc phục nhà cửa bị ảnh hưởng do bão số 9, tuyệt đối không để người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho người dân, tập trung xử lý dứt điểm các điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đường đi được thông suốt, an toàn cho người dân. Khôi phục cấp điện bình thường trở lại cho nhân dân, đồng thời huy động đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương ra quân vệ sinh môi trường, dọn dẹp cây xanh ngã đổ, đảm bảo môi trường trong sạch, giúp người dân ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất. Ảnh hưởng của cơn bão số 9 khiến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 9, cấp 10. Ảnh hưởng của bão đã làm cho nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 80 cho đến 270mm, có nơi cao hơn như là Thường Nhật 338mm, Nam Đông 468mm. Mưa to gió lớn đã làm cho 878 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó huyện A Lưới nhiều nhất với 530 nhà. Báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh không có người chết, có 14 người bị thương, nguyên nhân đều do bị thương trong lúc giăng chống nhà cửa. Về nhà cửa có 878 nhà bị tốc mái, trong đó huyện A Lưới nhiều nhất với 530 nhà. Trên địa bàn toàn tỉnh cũng ghi nhận 32 cơ sở trường học bị tốc mái, trong đó huyện Phú Lộc nhiều nhất với 25 điểm trường. Do mưa lớn, khu vực thượng nguồn vận hành điều tiết các hồ chứa nước sóng cao, nước dâng do bão nên một số vùng hạ du đang tiếp tục bị ngập. Cụ thể, xã Quảng An, Quảng Phước, Quảng Thanh, huyện Quảng Điền, Phong Bình, huyện Phong Điền, Hương Phong, Hương Trà, Phú Thanh, Phú Mầu, huyện Phú Vang mức ngập 0,3 đến 0,5 mét.
Mưa lũ cũng đã gây ảnh hưởng nhiều đến hoa màu, vật nuôi và diện tích cây lâm nghiệp, trong đó huyện Nam Đông bị gãy đổ khoảng 50% diện tích cao su. Do ảnh hưởng của bão số 9, triều cường sóng lớn làm cho bờ biển Thừa Thiên Huế tiếp tục bị sỏi lở nặng với chiều dài hơn 14 km, tập trung ở các đoạn sung yếu. Đoạn qua xã Giang Hải, Vân Mỹ, Vân Hiền, huyện Phú Lộc tiếp tục bị sỏi lở dài hơn 4 km, sâu vào 7 đến 10 m, làm hư hỏng đường tỉnh lộ 21 và các hộ dân mất rừng phòng hộ, khả năng mở cửa biển mới là rất cao. Bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà tiếp tục bị sạt lở với chiều dài khoảng 100 m. Bờ sông Bồ đoạn qua thôn Bồ Điền, Phong An, huyện Phong Điền bị sạt lở 150 m, sâu 5 m. Hiện nay tình hình bão số 9 tại Thừa Thiên Huế đã ổn định, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có thông báo để người dân đi lại bình thường từ 20 giờ tối ngày 28 tháng 10. Học sinh toàn tỉnh cũng đi học trở lại từ chiều ngày 29 tháng 10. Phú Vang cũng là một trong những địa phương chịu thiệt hại khả năng từ ảnh hưởng của cơn bão số 9. Nhiều nhà cửa bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại nặng. Ngay sau khi bão đi qua, chính quyền địa phương nơi đây đã nhanh chóng đi kiểm tra thực tế, nắm tình hình, qua đó chỉ đạo các đơn vị khắc phục hậu quả. Theo thống kê nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Vang, ảnh hưởng của cơn bão số 9, toàn huyện Phú Vang đã có 43 nhà tốc mái, 9 cột điện bị ngã, 925 cây lâm nghiệp trồng phân tán bị đổ, 100 chậu hoa cúc bị hư hỏng, tốc mái trường mầm non Quy Lai, cơ sở Hòa An, Lại Lộc, xã Phú Thanh. Bên cạnh đó, bờ biển từ Thuận An đến Vân An tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng. Đáng chú ý tại xã Phú Hải, do ảnh hưởng của bão số 9, bờ biển trên địa bàn xã bị sạt lở với chiều dài 2 km, có nơi biển xâm thực sâu từ 20 đến 40 m, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ven biển. Do cơn bão số 9 thì hiện nay trên địa bàn của xã Phú Hải đã sạt lở với chiều dài là 22 km và chiều sâu từ 20 đến 40 m. Tình hình hiện nay bà con nhân có vì vùng ảnh hưởng sạt lở dự kiến di dời trong thời gian tới là trên 30 hộ. Để kịp thời khắc phục hậu quả do bão gây ra, huyện Phú Vang chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, chặt cả cây cối bị đổ ngã, đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt huy động lực lượng tại chỗ để giúp người dân bị thiệt hại, nhất là những nơi bị thiệt hại nặng, khẩn trương hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nếu có theo quy định. Lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền các đơn vị ra soát nắm bắt tình hình, động viên ổn định tư tưởng của nhân dân. Tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời, đặc biệt là các xã thấp trũng, các xã vùng ven biển có nguy cơ sạt lở. Từ ngày 28 tháng 10, có rất nhiều phương tiện phải tạm dừng ở khu vực thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc và do ảnh hưởng của cơn bão số 9, lực lượng cảnh sát giao thông công an Thừa Thiên Huế nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân cùng đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Để tránh ảnh hưởng của cơn bão số 9, từ 0 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 10, hầm đường bộ Hải Vân đã đóng chiều Bắc Nam và đến 6 giờ 30 phút thì đã đóng hoàn toàn hai chiều để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện không đi vào vùng tâm bão. Hiện đang có khoảng hơn 600 phương tiện, chủ yếu là xe tải, xe ô tô, xe khách, đang dừng từ km 887 đến km 894 quốc lộ 1A thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã túc trực ở khu vực này 24/24 giờ từ ngày hôm qua để tuyên truyền vận động các tài xế không đi vào vùng có bão, cũng như điều tiết sắp xếp vị trí và phân luồng các phương tiện để hạn chế tình trạng ùn tắc cục bộ có thể xảy ra. Tại những địa điểm có cây gãy đổ, lực lượng cảnh sát giao thông cũng triển khai cắt gọt, thu dọn để giải phóng mặt bằng, thông tuyến, phối hợp cùng với chính quyền địa phương và người dân nấu hơn 1.000 suất cơm, chuẩn bị hơn 1.000 chai nước khoáng, phát miễn phí cho những tài xế, hành khách đang bị kẹt lại do bão. Khi đến địa bàn thị trấn Lăng Cô của tỉnh Thừa Thiên Huế, thì tình hình mưa bão ở Đà Nẵng rất là nguy hiểm, cho nên các anh cảnh sát giao thông ở trạm công an Phú Lộc yêu cầu chúng tôi dừng lại ở bên phía của đất Lăng Cô. Trong thời gian ở lại thì các lực lượng cảnh sát của trạm cảnh sát giao thông Lăng Cô và nhân dân của thị trấn Lăng Cô rất là chu đáo lo cơm lo nước cho anh em nhà xe và tất cả người dân đi trên chuyến xe của chúng tôi. Không riêng gì nhà xe tôi mà tất cả những xe tải và các xe khác thì các anh cảnh sát giao thông và người dân cũng quan tâm và lo lắng. Xin cảm ơn lực lượng trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc ứng trực 100% quân số phương tiện để phòng chống cơn bão số 9. Nhưng tất cả các phương tiện đi từ Bắc vào Nam, đi vào Đà Nẵng, cũng lưu trên tuyến, cưa dọn các cây đổ ngã để cho các xe thông tuyến,
cách được an toàn. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng cảnh sát giao thông cùng các lực lượng khác và người dân vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho tài xế, người dân trong thời gian chờ đợi để họ có thể yên tâm tránh trú hoàn lưu sau bão. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm hôm nay ở vùng biển phía đông của Philippines đã hình thành một cơn bão có tên quốc tế là Goni. Cơn bão này có khả năng đi vào biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Theo những thông tin dự báo xa, khoảng cuối tuần sau thì cơn bão này sẽ có khả năng gây mưa lớn ở Trung Bộ, trong đó có các tỉnh Trung Trung Bộ. Nửa đầu tháng 11 năm 2020, tình hình mưa bão trên biển Đông và miền Trung còn rất là phức tạp. Người dân cần đặc biệt chú ý, cập nhật thường xuyên thông tin để có những biện pháp giảm thiểu tối đa thiệt hại. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận công văn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh về việc đề xuất hỗ trợ đột xuất cho các gia đình liệt sĩ, công nhân thiệt mạng và bị thương tại Thủy điện Rào Trăng 3. Theo đó, tỉnh đã thống nhất với đề xuất trên về việc hỗ trợ này. Cụ thể sẽ hỗ trợ gia đình 13 liệt sĩ với kinh phí 20 triệu đồng một gia đình. Tổng 13 gia đình là 260 triệu đồng được trích từ Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa của tỉnh Thừa Thiên Huế. Về các công nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3 sẽ được hỗ trợ 370 triệu đồng, gồm 17 công nhân thiệt mạng, mất tích, mỗi gia đình 20 triệu đồng, tổng 340 triệu đồng. 10 công nhân bị thương, mỗi người 3 triệu đồng, tổng 30 triệu đồng. Kinh phí này được sử dụng từ dự toán năm 2020 đã được giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng chưa sử dụng. Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội 16.000 tỷ đồng để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo thông tư quy định tái cấp vốn 16.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội nhằm triển khai chương trình cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc. Dự thảo thông tư được Ngân hàng Nhà nước đưa ra sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị quyết số 154 và quyết định số 32 sửa đổi bổ sung một số điều quyết định số 15 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, dự thảo quy định tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 16.000 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn là 0% một năm, lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0% một năm. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Khoản vay không cần tài sản đảm bảo. Thưa quý vị, qua công tác nắm tình hình địa bàn về các loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế, trong đó đặc biệt là các loại tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Huế vừa phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất bột ngọt hạt nêm nhái các thương hiệu nổi tiếng trên địa bàn phường An Hòa thành phố Huế. Sau một thời gian theo dõi và xây dựng phương án, sáng ngày 27 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế bất ngờ kiểm tra cơ sở trên tại tổ 7, khu vực 3, phường An Hòa, thành phố Huế do ông Hồ Văn Tuấn, sinh năm 1972 và Hồ Minh Nhật là con ông Tuấn, sinh năm 1998 làm chủ. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ gần 27.000 bao bì nhãn hiệu cả công ty hạt nêm bột ngọt nổi tiếng và gần 2,7 tấn hạt nêm bột ngọt không rõ nguồn gốc. Thời gian vừa qua trong vòng tháng 3 đổ về sau này là tôi là có tìm hiểu hỏi trên mạng và tôi có làm giả hàng bột ngọt và bột nêm. Thì bao bì và nguyên liệu thì tôi thông qua nhiều người đặt mua trên mạng. Nguyên liệu thì tôi mua của những người họ mua từ công ty đem ra đây, tôi chỉ có đi mua lại. Và những hàng tôi đóng ra thành sản phẩm, tôi tuôn bán ra các chợ như chợ Đông Ba, hoặc chợ Tân Lộc, hoặc như mỗi bán khác, bán hàng khác. Qua công tác áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để là xác minh, thì đến ngày 27 tháng 10 năm 2020, chúng tôi đã đột kích và kiểm tra một cơ sở tại địa bàn phường An Hòa, thành phố Huế. Trong quá trình đột kích cơ sở này, chúng tôi đã phát hiện hoạt động sản xuất đóng gói bao bì các cái phụ gia thực phẩm là các loại bột ngọt và bột nêm thương hiệu nổi tiếng ở trên địa bàn. Và qua đó chúng tôi đã thu giữ hơn 2 tấn rưỡi là các cái nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất chế biến, hơn 2 tạ là các cái loại bột ngọt và bột nêm thành phẩm cùng với là hàng vàng cái loại bao bì là giả các cái thương hiệu sản phẩm nổi tiếng đang thịnh hành trên thị trường. Tại cơ quan công an, ông Hồ Văn Tuấn và Hồ Minh Nhật khai nhận, từ tháng 7 năm 2020, ông Tuấn cùng con là Hồ Minh Nhật tìm mua bao bì có in sẵn thương hiệu và nguyên liệu hạt nêm bột ngọt của cả công ty trên thị trường với giá rẻ.
sau đó đưa về cơ sở tiến hành sang chiết tạo hạt nêm bột ngọt rồi đóng gói, dán nhãn mác giả mạo thương hiệu của cả công ty nổi tiếng. Sau đó đem bỏ mỗi sỉ cho các tiểu thương ở chợ, cửa hàng tạp hóa để lấy tiền lời chênh lệch. Hiện cơ sở cảnh sát điều tra công an thành phố Huế đang trưng cầu giám định số tang vật thu giữ được, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thông qua cái vấn đề này thì lực lượng chức năng cũng khuyến cáo đến bà con nhân dân trên địa bàn khi lựa chọn các sản phẩm là lương thực thực phẩm thì đề nghị bà con phải đến các cái cơ sở đại lý có thương hiệu và cũng như có đăng ký ở trên địa bàn để mua sắm các cái loại thực phẩm cũng như các cái phụ gia thực phẩm phục vụ cho đời sống của mình, tránh mua các cái mặt hàng vì giá rẻ mà chúng ta lại vô tình là rước cái mầm bệnh vào trong cơ thể. Nhằm ngăn chặn đấu tranh khống chế vấn nạn làm hàng giả hàng nhái, công an thành phố Huế khuyến cáo đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng cần có sự phối hợp, thiết lập cầu nối giữa cơ quan chức năng, tuyên truyền rộng rãi để toàn xã hội nói không với hàng giả hàng nhái. Về phía doanh nghiệp cần có ý thức bảo vệ thương hiệu uy tín của mình. Đối với các hộ kinh doanh, kiên quyết không nhập nguồn hàng trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ để tránh tiếp tay cho các đối tượng sản xuất buôn bán hàng giả hàng nhái lộng hành. Người tiêu dùng khi mua hàng hóa, sản phẩm phải yêu cầu người bán cung cấp các thông tin liên quan đến nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm. Nếu phát hiện các trường hợp bất thường, cần liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để được bảo vệ quyền lợi chính đáng. Tin thể thao, sau khi kết thúc chặng 5 tại cửa lò Nghệ An, chiều nay ban tổ chức giải đua xe đạp Cúp Tôm Hoa Sen năm 2020 đã trao thưởng tổng kết chặng đua và xuất phát chặng 6 từ thành phố Huế đến đỉnh đèo Hải Vân, huyện Phú Lộc. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành nghi thức trao danh hiệu cá nhân gồm áo vàng, áo xanh và áo trắng sau 3 chặng lần lượt cho cả quân rơ Lois Devriac của Đồng Nai, Lê Nguyệt Minh của thành phố Hồ Chí Minh và Trần Tuấn Kiệt của Đồng Tháp. Đồng thời, đại diện ban tổ chức cũng đã trao số tiền 250 triệu đồng hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai và 130 triệu đồng cho gia đình thân nhân của 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba. Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm chia sẻ của ban tổ chức giải trước những khó khăn mất mát mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu. Đồng thời mong muốn Huế sẽ luôn là điểm đến gần gũi thân thiện cho đoàn đua trong chặng đua năm nay cũng như các năm tiếp theo. Đúng 13:30, đoàn đua đã tiến hành xuất phát chặng đua thứ 6 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và kết thúc trên đỉnh đèo Hải Vân, ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, với cự ly thi đấu là 75 km. Sau khi kết thúc chặng đua này, các vận động viên sẽ di chuyển về thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.